Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương mục Nông thôn mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, qua hơn 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên cả nước đã có nhiều chuyển biến rõ nét ở hầu hết các lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng khang trang, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, đối với địa bàn miền núi, xây dựng nông thôn vẫn còn nhiều trở ngại do nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như tại tỉnh Quảng Ngãi, đến nay đã có 94 xã về đích nông thôn mới, nhưng chỉ 8 xã thuộc địa bàn miền núi. Tỉnh này phấn đấu đến năm 2025 có thêm 31 xã về đích nông thôn mới, trong đó 22 xã miền núi. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với các huyện miền núi Quảng Ngãi trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Xã Ba Điền là một trong 3 xã được huyện Ba Tơ đưa vào danh sách về đích nông thôn mới cuối năm 2023. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không thực hiện được. Đến thời điểm này, xã Ba Điền mới chỉ đạt 12 trên 19 tiêu chí. 7 tiêu chí chưa đạt được là tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế và môi trường. Năm 2023, xã Ba Điền được phân bổ 4 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế của địa phương để hoàn thành các tiêu chí liên quan đến hạ tầng lên đến 27 tỷ đồng để đầu tư 21 công trình thiết yếu. Xây dựng nông thôn mới đối với Ba Điền là còn nhiều gặp khó khăn. Thứ nhất là các tiêu chí còn lại, như tiêu chí số 5 của trường học, tiêu chí số 15 y tế, 17 về môi trường, thì trong đó là cũng có sự cần hỗ trợ nguồn vốn đầu tư. Để về đích nông thôn mới vào cuối năm 2025, ngoài hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, xã Ba Điền phải nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo và tiếp tục nâng cao thu nhập cho nhân dân. Vì hiện tại, hai tiêu chí này của địa phương vẫn còn rất thấp. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 25,5% và thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 35 triệu đồng một người mỗi năm. Là hiện tại là trên địa bàn xã là còn 42 hộ, là dự kiến trong năm 2024 để thực hiện 42 hộ này. Nếu mà thực hiện là đạt chỉ tiêu 42 hộ, là có thể là hộ nghèo này sẽ giảm tỷ lệ là còn xuống 13% theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Xã Ba Cung, huyện Ba Tơ được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2020 và đang trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn vì một số tiêu chí rất chuẩn. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư đã lâu nên bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều tăng lên trên 20%. Mức thu nhập bình quân đầu người chưa đạt theo quy định trong chuẩn mới. Khó khăn cho địa phương thì hiện tại là một số tuyến đường là đầu tư thì nhỏ giọt, nhỏ lẻ, rồi cái vấn đề mà nó không đồng bộ nên cái tuyến được đầu tư thì nó còn hoạt động tốt, còn một số cái vị trí thì đã hư hỏng nên cái khó khăn trong vấn đề là bà con cái đi lại cũng như là trong các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau hơn 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Tơ có 2 xã là Ba Động và Ba Cung đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện, mỗi xã đạt hơn 12 tiêu chí. Giai đoạn 2021-2025, huyện Ba Tơ đặt mục tiêu đưa 5 xã về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, qua rà soát theo bộ tiêu chí mới thì khó thực hiện được. Huyện Ba Tơ đã điều chỉnh đặt mục tiêu giữ vững số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 3 xã là Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân đạt 13,7 tiêu chí một xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với các xã của huyện miền núi Ba Tơ trên tiến trình về đích nông thôn mới, đó là các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo. Huyện thì cũng đã rà soát các cái tiêu chí, mà nhất là tiêu chí cần tiền, thì cơ bản là cũng đã rà soát hết của 3 xã này. Và huyện cũng đã đăng ký cái kế hoạch vốn với ủy ban tỉnh. Và trên cái cơ sở này thì ủy ban huyện Ba Tơ cũng rà soát rồi bổ sung các cái nguồn lực khác, ví dụ như các cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi cái nguồn ngân sách của huyện,
rồi ngân sách của địa phương, rồi huy động trong dân để mà triển khai thực hiện cái quy định nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện miền núi Sơn Tây đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu, ý nghĩa chương trình. Từ đó, tạo sự đồng tình hưởng ứng tham gia của mỗi người dân. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng với sự chung tay của người dân, thông qua việc hiến đất đai, hoa màu, đóng góp ngày công lao động. Trước là chưa có đường, bây giờ sao, bây giờ là có đường rồi, bây giờ nhân dân rất không khỏe. Chú này, chú được là hiến đất, bây giờ là chú rất không khỏe. Anh em con cái, bây giờ là khu vực này, là khu này này, nó không khỏe. Chỉ mình là quen giống thôi. Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng sau 12 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Sơn Tây chưa có xã nào về đích nông thôn mới. Xã Sơn Mùa là một trong hai xã được huyện Sơn Tây ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2023, tổng nguồn lực nhà nước hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là trên 152 tỷ đồng, huy động từ sự đóng góp của nhân dân là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, xã mới chỉ đạt 10 trên 19 tiêu chí. Nguồn lực đầu tư của xã rất là hạn hẹp, thì rất là cần sự hỗ trợ ngân sách cấp trên để hoàn thiện một số cái tiêu chí chưa đạt được về nông thôn mới. Và cái công việc làm của người dân thì đa phần thì người dân là sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ, nên điều kiện mà phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập thì rất là khó khăn. Sơn Tây phấn đấu năm 2025 có hai xã về đích nông thôn mới là xã Sơn Mùa và Sơn Dung. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay của các xã là việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Ngân sách tập trung cho xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Trong đó, các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo còn thấp xa so với quy định. Đây là một thách thức lớn đối với địa phương trong lộ trình về đích nông thôn mới. Theo quy định thì đến 2025 là thu nhập bình quân đầu người là 48 triệu đồng trên người trên năm. Mà tuy nhiên đến cuối năm 2023 thì qua điều tra rà soát thì xã cũng mới chỉ đạt hơn 1 triệu đồng trên người trên năm. Vấn đề thứ hai là đối với tiêu chí về hộ nghèo. Qua cái điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm 2023 đó thì xã Hưng Dung là có cái tỷ lệ hộ nghèo là trên 26%. Tuy nhiên là trong theo quy định thì phải đạt là dưới 13%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, so với các địa phương trong tỉnh, số tiêu chí bình quân của huyện Sơn Tây còn khó thấp, chỉ đạt 9,2 tiêu chí một xã. Chỉ có 2 trên 9 xã đạt 10 tiêu chí là xã Sơn Mùa và Sơn Dung. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, đưa hai xã về đích nông thôn mới, nâng cao tiêu chí bình quân lên 11,67 tiêu chí, thì ngoài nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp từ chương trình nông thôn mới, huyện Sơn Tây huy động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án khác như chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững. Các nguồn vốn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, nguồn huy động của cộng đồng, cá nhân để tập trung ưu tiên hỗ trợ các địa phương theo kế hoạch đạt chuẩn. Thông qua các chương trình tiêu khác, chúng ta phải lồng ghép được các chương trình này để cùng với chương trình tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể. Ví dụ như là năm nay yêu cầu là phải giảm bao nhiêu phần trăm hộ nghèo, năm nay đưa được bao nhiêu thanh niên, các hộ dân để mà đi xuất khẩu lao động hoặc là tham gia lao động ở các khu chế xuất để tăng cái thu nhập của người dân này, đạt ra mục tiêu cụ thể, phân công cho từng tổ chức chính trị xã hội tham gia vào cái việc vận động đó. Theo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, địa phương này phấn đấu có thêm 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu,
5 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 31 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025, đến nay đã có 5 xã về đích nông thôn mới. 26 xã còn lại, phần lớn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và hầu hết mới chỉ đạt dưới 15 tiêu chí. Quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, đặc biệt là thay đổi cái nhận thức, thứ hai là thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho những hộ mà hộ nghèo trên địa bàn xã. Và trên đó chúng ta cũng tập trung tập huấn và tham quan các mô hình trên địa bàn xã cho những hộ để lan tỏa cho những hộ khác noi theo và vận dụng vào cái thực tế để tập trung vào sản xuất phát triển kinh tế. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, thì nguyên nhân đầu tiên và cũng khó nhất đó là thu nhập đầu người ở miền núi còn quá thấp. Tiếp đến là cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, trường, lớp học, thủy lợi còn thiếu. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Bên cạnh đó, so với giai đoạn 2016-2020, tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí mới Trung ương ban hành là 57 chỉ tiêu nhỏ trong 19 tiêu chí, tăng 8 chỉ tiêu nhỏ so với giai đoạn trước. Là phải tăng cường công tác tuyên truyền đối với các cái huyện, miền núi, các xã. Tại vì các nhiều tiêu chí là chúng ta không cần nguồn lực. Tiêu chí là chúng ta phải cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định mục tiêu xây dựng nông mới là xây dựng cuộc sống của người dân là tốt hơn. Cho nên công tác tuyên truyền vận động, người dân nâng cao ý thức là cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai, rà soát phối hợp địa phương đó cụ thể tất cả các tiêu chí. Từ đó chúng ta phân ra các sở ngành địa phương, sở nào chịu trách nhiệm, các tiêu chí nào, để thấy rằng là vai trò trách nhiệm của các sở ngành, của các địa phương trong cái việc đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đưa các xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài tranh thủ nguồn lực từ các chương trình đầu tư, các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế hợp tác, để tiếp tục nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi. Thực tế tại Quảng Ngãi cho thấy hầu hết các xã phấn đấu về đích giai đoạn 2021-2025 đều là những xã khó khăn, có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất, dẫn đến thu nhập bình quân đầu người, đời sống của người dân không cao, khó huy động được nguồn lực xã hội hóa. Và đây chính là rào cản lớn nhất đối với các địa phương miền núi khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục nông thôn mới cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.